Chào các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Phan Thị Thanh Hoa, giáo viên trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thành phố Nam Định. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em ôn tập chương trình giáo dục công dân lớp 9. Trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em. Thứ nhất là hệ thống lại kiến thức đã học. Thứ hai, chúng ta sẽ ôn chi tiết bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và thứ ba là cô sẽ hướng dẫn các em học tập ở nhà. Như các em đã biết, chương trình giáo dục công dân lớp 9 gồm có hai chuyên đề lớn. Chuyên đề thứ nhất là chuyên đề về đạo đức, các em đã được học trong học kỳ 1. Và chuyên đề thứ hai là chuyên đề pháp luật, các em đang học trong học kỳ 2. Ở chuyên đề về đạo đức gồm có 9 bài. Từ bài 1, bài trí công vô tư đến bài 9, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Ở cả 9 bài này đều có một đặc điểm chung, đó là bao gồm 3 nội dung chính. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là ý nghĩa và thứ ba là cách rèn luyện. Chính vì thế, ở chuyên đề thứ nhất này, cô sẽ hướng dẫn các em hệ thống kiến thức bằng các cách sau. Cách thứ nhất, các em sẽ lập bảng hệ thống kiến thức bằng cách các em kẻ cho cô bốn ô hàng dọc và những ô hàng ngang. Các em lưu ý chúng ta chưa kẻ ô hàng ngang bởi lẽ lát nữa chúng ta khi mà làm vào từng bài ô hàng ngang đến đâu thì chúng ta sẽ kẻ đến đó. Cô lấy ví dụ bài thứ nhất. Đó là bài 1, trí công vô tư. Ở bài này, phần khái niệm bao gồm là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Về ý nghĩa, người có trí công vô tư sẽ đem lại lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng và cho xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Và người có trí công vô tư luôn được mọi người tin cậy và kính trọng. Thứ ba là cách rèn luyện. Để rèn luyện trở thành người có trí công vô tư, chúng ta cần có thái độ ủng hộ, quý trọng những người có trí công vô tư. Thứ hai là phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết công việc. Ngoài ra, các em có thể làm cách thứ hai đó là các em gạch những ý cơ bản. Cô lấy ví dụ ở bài tự chủ bao gồm thứ nhất là tự chủ là gì? Đó là làm chủ bản thân. Ở đây đó là làm chủ suy nghĩ, làm chủ tình cảm, làm chủ hành vi của mình trong mọi tình huống hai biểu hiện của tự chủ đó là có thái độ bình tĩnh tự tin biết điều chỉnh hành vi của mình chúng ta sang phần ý nghĩa ý nghĩa của tự chủ bao gồm thứ nhất đó là đức tính quý giá thứ hai là biết sống một cách đúng đắn thứ ba là cư xử có văn hóa có đạo đức và thứ tư là đứng vững trước những khó khăn thử thách và cám dỗ chúng ta sang phần ba nhỏ rèn luyện để rèn luyện đức tính tự chủ mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi hành động và sau mỗi việc làm, chúng ta cần phải xem xét lại thái độ, lời nói, hành động của mình xem đã đúng hay chưa để từ đó chúng ta rút kinh nghiệm và sửa chữa những sai lầm. Đấy là cách thứ hai. Chúng ta có thể làm theo cách thứ ba. Đó là chúng ta vẽ sơ đồ tư duy. Ở đây chúng ta vẽ sơ đồ tư duy và lấy từ khóa là tên của những bài chúng ta đã được học và chia làm ba nhánh. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai ý nghĩa và thứ ba là cách rèn luyện. Cô lấy ví dụ, Bài 9, bài làm việc có năng suất chất lượng và hiệu quả. Ở nhánh thứ nhất, khái niệm làm việc có năng suất chất lượng và bài hiệu quả. Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định. Thứ hai là ý nghĩa. Nó là yêu cầu đối với người lao động và nâng cao chất lượng trong cuộc sống của cá nhân, của gia đình và của xã hội. Thứ ba là rèn luyện. Đó là tích cực nâng cao tay nghề, lao động tự giác, rèn luyện sức khỏe, có kỷ luật và năng động sáng tạo. Cô vừa hướng dẫn các em ba cách để hệ thống lại những kiến thức các bài các em đã vừa học à, trong thời gian ở nhà. Các em cố gắng hệ thống những kiến thức mà các em đã được học một cách chi tiết nhất để từ đó các em nắm vững những kiến thức có thể áp dụng nó trong thực tế đời sống cũng như là làm những bài tập một cách hiệu quả nhất. Tiếp theo chúng ta sang chuyên đề thứ hai đó là chuyên đề về pháp luật. Ở chuyên đề này mỗi một bài lại có một nội dung ghi nhớ riêng. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập chi tiết bài 12 quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Ở bài này, chúng ta cần ghi nhớ những nội dung cơ bản sau. Thứ nhất, hôn nhân là gì? Thứ hai, nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam. Thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Và thứ tư, là trách nhiệm của công dân trong tình yêu và hôn nhân. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Hôn nhân là gì? Đó là hôn nhân là một sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và được pháp luật thừa nhận. Cùng chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Và các em lưu ý cho cô, tình yêu chân chính chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân. Ý thứ hai, nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam. Bao gồm tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, quốc gia, vùng lãnh thổ và được tôn trọng như được pháp luật bảo vệ. Và ý thứ ba, vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Chúng ta sang nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Ở đây công dân có quyền thứ nhất về tuổi kết hôn. Tuổi kết hôn được quy định là nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Thứ hai, được tự nguyện quyết định. Thứ ba, là phải đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ở đây cô lưu ý thêm cho các em, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền cấp giấy chứng nhận kết hôn đó chính là ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi một trong hai người cư trú. Thứ ba là nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Và thứ tư cấm kết hôn trong những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất cấm kết hôn giữa những người đang có vợ hoặc có chồng người mất năng lực hành vi dân sự giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa bố chồng với con dâu, giữa mẹ vợ với con rẻ, giữa mẹ kế với con riêng của chồng và giữa bố dượng với con riêng của vợ. Ở đây cô lưu ý với các em một điều, trong năm trường hợp bị cấm, các em có thể học một cách ngắn gọn. Chúng ta nhớ cho cô là cấm kết hôn giữa cha mẹ với các con, bao gồm con nuôi, con dâu, con rể, và con riêng. Chúng ta sang phần thứ tư. Trách nhiệm của công dân trong tình yêu và hôn nhân. Thứ nhất là trách nhiệm của vợ chồng. Vợ chồng phải bình đẳng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Phải tôn trọng nhân phẩm, danh dự và nghề nghiệp của nhau. Thứ hai là trách nhiệm của công dân, đối với mỗi công dân, chúng ta cần phải thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân, đặc biệt ở lứa tuổi của các em không vi phạm các quy định của pháp luật về hôn nhân. Như vậy là chúng ta đã vừa hệ thống kiến thức theo cách chúng ta chia ra những ý nhỏ để nhớ và sau đây cô giới thiệu với các em một cách hệ thống kiến thức nữa. Chúng ta sẽ hệ thống kiến thức theo sơ đồ tư duy. Bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân gồm có bốn nhánh. Thứ nhất hôn nhân là, thứ hai nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam. Thứ ba đó là quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và thứ tư trách nhiệm của công dân. Và vì thời gian có hạn cho nên cô chỉ giới thiệu với các em một sơ đồ mà cô đã làm, các em có thể tham khảo để chúng ta làm cho mình. Và như vậy trong một thời gian ngắn cô đã hệ thống cho các em kiến thức của bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, bài tập trắc nghiệm. Em hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi 1. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nam, nữ được kết hôn khi A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 17 tuổi trở lên. B. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. C. Nam nữ từ đủ 18 tuổi trở lên và D. Nam từ đủ 22 tuổi trở lên, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên. Câu hỏi này cô trích ra từ đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019. Các em lưu ý cho cô, riêng về độ tuổi, chúng ta phải ghi nhớ thật chính xác. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân đã quy định rất rõ là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên chúng ta được quyền kết hôn. Do đó, với câu hỏi này chúng ta lựa chọn đáp án B. Thế nhưng ở đây có nhiều bạn khi mà làm bài chúng ta không đọc kỹ đầu bài và chỉ cần nhìn thấy 20 tuổi đối với nam và 18 tuổi đối với nữ là các em đã lựa chọn đáp án này. Tuy nhiên, đây chưa chắc đã phải là một đáp án đúng bởi vì theo luật mới của luật hôn nhân gia đình quy định nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Vì thế, khi làm bài tập về pháp luật các em phải nhớ thật chính xác về độ tuổi và lưu ý cho cô từ từ đủ bởi lẽ nếu như mới chỉ bước sang tuổi 20 đối với nam và chỉ bước sang tuổi 18 đối với nữ thì chưa đủ điều kiện kết hôn mà phải đủ từ 18 tuổi đối với nữ và đủ 20 tuổi đối với nam thì mới được quyền kết hôn. Chúng ta sang câu hỏi số 2, pháp luật nước ta không cấm kết hôn trong trường hợp A, người đang có vợ hoặc có chồng, B, người mất năng lực hành vi dân sự, C, giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ và D và giữa những người cùng giới tính. Đây là một câu trong đề khảo sát học kỳ 2 năm học 2018-2019. Ở đây trong câu hỏi này chúng ta có từ khóa từ không cấm. Vì thế chúng ta loại bỏ những trường hợp nào bị cấm. Khi nhìn vào đáp án, đáp án A, đáp án B và đáp án C đó chính là những trường hợp bị cấm kết hôn. Chúng ta lựa chọn đáp án D. Luật hôn nhân gia đình năm 2020 đã quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính nhưng đến năm 2014 với luật sửa đổi đã quy định không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Tuy nhiên cũng trong luật này quy định không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Vậy thì tại sao giữa những người cùng giới tính không cấm kết hôn mà cũng không thừa nhận hôn nhân? Pháp luật không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính bởi hai lý do. Thứ nhất, họ được phép tổ chức đám cưới. Và thứ hai, họ được sống với nhau như vợ chồng mà trước đây bị cấm. Không thừa nhận ở hai lý do, Thứ nhất, đó là không được đăng ký và không có giấy chứng nhận kết hôn. Thứ hai là pháp luật không bảo vệ quyền lợi, không giải quyết trong mối quan hệ nhân thân và tài sản. Câu hỏi thứ ba. Điền cụm từ còn thiếu vào dấu 3 chấm khi nói về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay. Hôn nhân 3 chấm, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. A. Bình đẳng, tự nguyện. B tự nguyện, tiến bộ, C tự nguyện, thỏa thuận và D tự do, thoải mái. Khi nhìn vào bốn đáp án này, các em sẽ thấy ngay đáp án C và đáp án D đó là thỏa thuận và tự do thoải mái. Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam không thể thỏa thuận và cũng không thể thoải mái, do đó chúng ta sẽ loại luôn hai đáp án C và đáp án D. Còn lại hai đáp án A, đáp án B đây là nguyên tắc của chế độ hôn nhân của Việt Nam. Tuy nhiên đặt trong câu hoàn chỉnh thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương án B. Hôn nhân tự nguyện tiến bộ một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Chúng ta sang câu hỏi số 4. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây về hôn nhân? A. Kết hôn và mang thai khi còn quá trẻ sẽ có hại cho sức khỏe của mẹ và con. B. Chỉ kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. C. Gia đình chỉ hạnh phúc khi hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính và d, cha mẹ có quyền quyết định vấn đề hôn nhân cho con. Đây là câu hỏi cô trích ra từ bài thi minh họa môn tổng hợp trong sách hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Với câu hỏi này, chúng ta đi xét từng phương án một. Thứ nhất, với phương án a, chúng ta thấy khoa học đã chứng minh rằng khi người mẹ còn quá trẻ mà mang thai thì rất có hại cho sức khỏe của cả mẹ và con. Vì thế, ở phương án này chúng ta không lựa chọn. Với phương án thứ hai, chỉ kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên thì đây chính là quy định trong quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân. Vì thế chúng ta cũng không lựa chọn phương án này. Phương án thứ ba, phương án C, gia đình chỉ hạnh phúc khi hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính. Câu này lúc nãy cô đã khẳng định rồi, do đó chúng ta cũng không lựa chọn phương án này mà chúng ta chỉ có thể lựa chọn ở đây đó là phương án D, cha mẹ có quyền quyết định vấn đề hôn nhân cho con. Không ai có quyền quyết định hôn nhân cho người khác các em ạ. Tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý, chúng ta nên tham khảo ý kiến của bố mẹ trong khi kết hôn cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt khi các em còn ít tuổi. Chúng ta đến với câu số 5. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về hôn nhân? A. Nam nữ có quyền kết hôn, ly hôn theo quy định của pháp luật. B. Trong gia đình, người chồng phải có quyền cao hơn người vợ và được quyết định những việc lớn của gia đình. C muốn gia đình hạnh phúc trước khi kết hôn phải chung sống như vợ chồng để rút ra kinh nghiệm. D. Và những người thuộc các dân tộc khác nhau thì không được quyền kết hôn với nhau. Ở đây câu hỏi là em đồng ý với phương án nào? Thì các em thấy ở đáp án A, nam nữ có quyền kết hôn ly hôn theo quy định của pháp luật đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 ở phương án B, trong gia đình người chồng phải có quyền cao hơn người vợ và được quyết định những việc lớn của gia đình. Phương án này không phù hợp bởi vì pháp luật nước ta quy định rất rõ vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Vì thế đáp án này chúng ta không lựa chọn. Với phương án C, muốn gia đình hạnh phúc trước khi kết hôn phải chung sống như vợ chồng hay còn gọi là sống thử để rút ra kinh nghiệm. Các em lưu ý đây là một điều bị cấm trong luật hôn nhân và gia đình. Vì thế chúng ta không chọn phương án C sau này khi lớn lên, các em mặc dù có tình yêu chân chính, được hai bên gia đình đồng ý và tổ chức đám cưới, thế nhưng khi chúng ta chưa đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các em cũng không được sống thử bởi vì đó chính là vi phạm pháp luật cũng như là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam chúng ta. Chúng ta sang phương án D, những người thuộc các dân tộc khác nhau thì không được quyền kết hôn với nhau. Trong nguyên tắc cơ bản của hôn nhân, chúng ta đã thấy rằng là hôn nhân ở đây không phân biệt dân tộc, tôn giáo, lãnh thổ, quốc gia. Vì thế, đáp án này chúng ta cũng không lựa chọn. Vậy thì đáp án là câu 5 này, đó chính là đáp án A. Nam nữ có quyền kết hôn, ly hôn theo quy định của pháp luật. Như vậy là chúng ta đã vừa làm 5 câu hỏi trắc nghiệm, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm một câu hỏi tự luận. Cô có tình huống sau. A là cô gái sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2003 đã nghỉ học. B là một thanh niên con nhà giàu, quen biết với mẹ A. Khi B có ý định lấy A về làm vợ, mẹ A đã đồng ý và bắt ép A phải lấy B và tổ chức đám cưới. Mặc dù A không đồng ý, khi về làm vợ B, A không có quyền gì trong gia đình chồng vì B cho rằng anh ta có tiền nên có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. Câu hỏi thứ nhất, A, em có nhận xét gì về việc làm của mẹ A và B? Câu hỏi thứ hai, em có nhận xét gì về cuộc hôn nhân của A và B? và C, nếu là A trong tình huống trên em sẽ làm gì để cuộc hôn nhân đó không xảy ra? Trước tiên, chúng ta đi phân tích đầu bài. Các em thấy rằng A là cô gái sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2003. Vậy thì A đã đủ tuổi kết hôn chưa? Chúng ta đi phân tích nhá. A là nữ sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2003. Thứ hai, sinh nhật của A là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Vậy thì đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 Cô A này mới đủ 17 tuổi. Vậy thì từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020, cô ấy mới bước sang tuổi 18, có nghĩa là chưa đủ tuổi kết hôn. Đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì cô ấy mới đủ 18 tuổi và mới đủ tuổi kết hôn. Từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 trở đi thì cô ấy bước sang tuổi 19, tức là từ đủ 18 tuổi trở lên. Quay trở lại với đồ bài, chúng ta thấy A sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2003 và như chúng ta vừa mới phân tích cô ấy chưa đủ tuổi kết hôn. Thứ hai nữa là mẹ A bắt ép A phải lấy B. Mặc dù A không đồng ý. Và khi về làm vợ thì A không có quyền gì trong gia đình mình. Chúng ta đi làm câu đầu tiên đó là em có nhận xét gì về việc làm của mẹ A và B? Thứ nhất về mẹ của A, chúng ta thấy mẹ A đã vi phạm những quy định về hôn nhân, cụ thể ở đây là là Nam nữ có quyền tự nguyện quyết định hôn nhân, cấm cưỡng ép hôn nhân được quy định rõ trong luật hôn nhân gia đình năm 2014. Còn đối với B, B đã vi phạm quy định về trách nhiệm của vợ chồng trong hôn nhân. Vợ chồng phải bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Thứ hai, cuộc hôn nhân của A và B không được pháp luật thừa nhận vì A chưa đủ tuổi kết hôn. Cái thứ hai. Một hôn nhân này không hạnh phúc bởi giữa họ không có tình yêu chân chính và sự tôn trọng lẫn nhau. Với câu hỏi C, nếu là A, em sẽ làm gì thì ở đây các em có thể phân tích cho bố mẹ hiểu rằng kết hôn khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật và thứ hai, không có tình yêu thì hôn nhân sẽ không có hạnh phúc. Và nếu như bố mẹ chúng ta chưa đồng ý thì các em có thể nhờ đến những người có uy tín để nói với bố mẹ. Còn nếu như chúng ta không thể được nữa thì các em có thể nhờ đến những cơ quan chức năng có thẩm quyền để can thiệp. Như vậy là cô và các em đã vừa giải quyết một tình huống. Mặc dù rằng trong cấu trúc đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông không có câu hỏi tự luận, thế nhưng cô vẫn muốn chúng ta cùng nhau đi làm một bài tập tự luận. Bởi lẽ môn giáo dục công dân không chỉ trang bị cho các em kiến thức mà còn trang bị cho các em rất nhiều kỹ năng và để từ đó các em biết vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, ứng xử những tình huống trong thực tế. Với bài tập tự luận này, cô hy vọng rằng các em có cơ hội để bộc lộ khả năng tư duy sáng tạo của mình, bộc lộ ý kiến cá nhân mình để từ đó các em có thêm những kỹ năng trong cuộc sống cũng như là trong khi làm bài tập của mình. Và như vậy là trong một thời gian nhất định cô đã hướng dẫn các em cách hệ thống lại kiến thức cũng như là ôn chi tiết một bài cụ thể đó là bài 12 quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong thời gian ở nhà, các em làm đề cương chi tiết và nắm vững nội dung cơ bản của bài học, làm những bài tập còn lại trong sách giáo khoa và tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên mạng xã hội những bài tập trắc nghiệm và bài tập tình huống môn giáo dục công dân lớp 9 để luyện tập. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng các em sẽ ôn tập thật tốt để chúng ta làm những bài thi, bài kiểm tra thật tốt cũng như là áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Xin chào và chúc các em thành công.